Vâng, lời Thất Tuần Long xin kính chào quý khách. Hôm nay buổi sáng sớm ngày 13 tháng 1 năm 2024, tức là ngày dương lịch các bác nhé. Tức là chúng ta sẽ bước sang ngày mùng 3 tháng 1 tháng 12 năm 2023 là ngày âm lịch. Thì chúng ta chỉ còn khoảng độ hơn 20 hôm nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang năm mới Tết âm lịch. Thì gia đình nhà anh Trung ở khu vực tỉnh Hải Phòng thì cũng đã lựa chọn cho gia đình nhà mình một sản phẩm đồng hồ tứ trụ vắt hàng cột trơn để lắp ráp cũng như là kê trong khu vực phòng khách nhà mình trong năm 2024 này. Thì ngày hôm nay em cũng đã chọn cho gia đình nhà mình một cây rất là đẹp, cũng như là xin phép quay lại vài phút video gửi đến cho gia đình nhà anh Trung cũng như các cô chú bác nào muốn mua sản phẩm hàng của xưởng bên em. Sản phẩm này thì bên em làm có tổng chiều cao là 2m3 tính từ trên đỉnh xuống phía dưới chân bệ mọi nhá. Rộng là 95 và sâu là 41 phân. Chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi. Và nhìn thấy rất là đẹp luôn. Sản phẩm này thì bên em làm hàng trơn mọi nhá, hàng trơn. Năm nay thì có phát triển thêm hàng cột trơn bên cạnh những cái hàng cột mà chặt hạt như thế này. Chặt hạt nhỉ. Thì đây sẽ là hàng cột trơn. Thì đây có một cây trơn này, hai cây trơn này, ba cây trơn này, đúng không ạ? Rất nhiều cây trơn mà bên em làm, bên ngoài kia là cây cột hạt. Với dòng sản phẩm trơn này thì con này là trơn như hàng thường mọi nhá, chưa phải là hàng VIP. Nhưng mà gia đình nhà mình chỉ yêu cầu đến hàng bình thường, hàng như này thôi, cũng không cần phải đến hàng kia. Thì tùy vào nhu cầu cũng như là tùy vào sở thích của nhà mọi người, bên em đều phục vụ các bác. Với sản phẩm này bên em làm mặt cũng là mặt liền cho mọi người nhé. Mặt liền. Cột của bên em là cột độ dày là 6 phân. Hàng cột dày 6 phân nhưng mà không đục hạt nên các bác nhìn nó rất trời to. Nhìn như là 6,5 phân. Rất to nên em sẽ đo trực tiếp cho bác xem ở xưởng. Nó không chặt hạt, không có đục chạm trổ. Do đó mà nó cột nó sẽ to hơn. Đây các bác nhìn thấy này. Đấy. 6 phân ở đến đây nhé, chưa hết gỗ nhé, gần 6 phân dưới các bác nhé. Nhìn rất to luôn, cái cột này các bác nhìn thấy đây. Đấy ạ, cái cột này đây, gần đến 6 phân dưới vào 6 phân 3 nếu mà các bác không chặt hạt đi. Đấy, nhìn nó to hơn và cầm tưởng đầm hơn tay hơn rất nhiều. Các bác nhìn thấy đây, đấy, cầm tay hơn rất nhiều. Và phía phần cột của bên em là cột liền, đặc 100%. Cột liền đặc 100%. Các bác nhìn thấy là cái cột này là cột dưới là xoay được nên các bác cứ xoay khi mà cảm thấy cái vân nó đẹp thì các bác dừng lại nhé. Đây các bác cứ xoay khi nào mà chúng ta nhìn thấy cái vân này, cái chỗ này vân đẹp các bác dừng lại, đúng không? Cái phần bên này cũng vậy nhé, các bác cứ xoay đây cái vân này, vân đẹp các bác dừng lại. Và phía phần cánh của mấy em là cánh cũng tuyển vân rất đẹp. Đấy, rất đẹp. Và tất cả các dòng sản phẩm này mấy em làm vách hồi là vách hồi liền dày 1/6. Đấy, vách hồi liền dày 1/6. Đây bên trong em lắp máy là máy Sunny điện tử. Đấy, các bác nhìn nhé. Vách hồi dày 1/6 và bên trong lắp máy Sunny điện tử. Phụ kiện con này thì lắp bằng phụ kiện bằng nhôm. Đây. Cây số gia đình nhà mình cây số 7. Mỗi một cây thì bên em đều đánh số để làm sao mà bên mộc có đánh số vào rồi thì chúng ta lắp mà cây lắp mặt các thứ nó được đều và chuẩn hơn rất nhiều. Đúng nhá. Đây phần vách. Các bác nhìn thấy vách rất đẹp luôn. Bệ dưới các bác nhìn thấy nhá, bệ này. Bệ của nó một chỉ cực kỳ là đẹp, cực kỳ bắt mắt. Đấy, đúng không ạ? Cực kỳ đẹp, cực kỳ bắt mắt. Vách với cái thứ hồi với cái thứ đây. Đấy, rất chưa chuẩn. Đấy, con này trơn 100% nhá. Trơn. Đấy, trơn giấy lau chùi. Phần ván hậu của bên em cũng làm đẹp cho mọi người. Đây. Ván hậu các bạn nhìn thấy này. Đấy, ván hậu một tấm cực kỳ đẳng cấp luôn. Và liền 100%. Phun bóng đầy đủ. Sờ mịn màng luôn các bạn nhá. Hàng bên em cam kết với mọi người là hàng hoàn thiện rất chi là kỹ càng và tỉ mỉ. Đấy, nên mà các bác cứ đừng tiếc 100-200 nghìn mà cao hơn xưởng khác 100-200 nghìn thôi. Nhưng mà các bác đổi lại được hàng chất lượng, phun bóng đầy đủ cả trong và ngoài, hoàn thiện kỹ càng, hàng kỹ lưỡng, chọn vân chọn gỗ cho mọi người. Đấy, không có lý do gì các bác lại không có chọn cái dòng sản phẩm đẹp như này cả. Dòng này thì hiện tại bên em đang bán thì mọi người có thể lựa chọn hàng đồng hoặc hàng nhôm nhé. Bên em có hàng hai hàng đầy đủ. Mọi người liên hệ trực tiếp qua xưởng để bên em báo giá cho các bác ở hiện tại trong dịp Tết lần này, khuyến mại cực kỳ là lớn cho các bác nhé. Và mọi người sẽ được miễn phí vận chuyển từ 50 đến 100km đầu tiên. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ hết mình đến làm sao các bác có một cây đồng hồ đẹp để cái khu vực phòng khách nhà mình coi nhé. Và xin cảm ơn gia đình nhà anh Trung đã tin tưởng đặt hàng bên xưởng bên em. Chúc gia đình nhà mình năm mới nhiều sức khỏe nhé. An khang và thịnh vượng. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.